Trong loạt bài vạch trần thế giới ngầm game NFT, phóng viên Báo Lao Động đã chứng kiến những câu chuyện đau xót của nhiều nhà đầu tư khi mất hàng trăm nghìn đô la Mỹ, hàng triệu đô la Mỹ vì đổ tiền vào những tựa game này. Những thương vụ chia 10, chia 100, thậm chí chia hàng nghìn lần tài khoản chỉ trong một tích tắc. Hai nhà phát hành ôm con bỏ chợ đã khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Nhiều nhà đầu tư game NFT đã lên tiếng đấu tranh, gõ cửa các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại quyền lợi của mình. Rất là nhiều những cái game NFT xây dựng dự án và ra token rồi ra những cái game NFT để mà lùa gà. Cách đây cỡ một năm và tôi cũng đã tiếp nhận được một số cái hồ sơ liên quan, thì cũng có khá là nhiều nhà đầu tư họ đã phản ảnh cũng như là họ soạn ra hồ sơ rất là chi tiết về cái hành vi lừa đảo. Khi mà làm hồ sơ xong hết rồi thì cũng với lại một số bên luật sư đấy, để mà cùng đưa cái sự việc này ra ánh sáng, thì là bị một số vấn đề liên quan tới pháp lý về cái blockchain và đặc biệt là tiền ảo. Còn điển hình ở đây là game NFT đi hơn, là nó vẫn còn đang giữ cái ranh giới trắng và đen, nó chưa có rõ ràng, thành ra là khi mình kiện không giải quyết được. Thị trường game NFT hiện nay vẫn đang trong thời kỳ sơ khai, chưa có khung pháp lý chính thức. Vì vậy, người chơi khi đầu tư vào thị trường này cũng gặp không ít rủi ro với nhiều mánh khóe tinh vi, gài bẫy từ phía nhà phát hành. Cái dạng mà có thể xử lý được là các cái dự án mà gọi là mang yếu tố lừa đảo công khai. Anh huy động người chơi bỏ tiền vào. Và khi mà mọi người quan sát là cái gọi là cái đường giá đó, cái đường giá đi rất là đều tăng giá. Và đến một ngày bỗng nhiên khi mà anh rút hết toàn bộ cái lượng tiền của anh thì cái đường giá nó sập về lòng đất. Thì đó là thể hiện cái sự công khai của cái đội đứng đằng sau, họ rút tiền đi hết. Và nếu như tìm ra được cái đội đó là ai tạo ra thì sẽ truy cứu được trách nhiệm hình sự với cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn các cái dự án mà không xử lý được đó là người ta âm thầm, có nghĩa là xả ra lượng token, ví dụ như là theo cái đợt thanh toán đó, cái đợt thanh toán gọi là trả phần thưởng đến định kỳ đó, họ chỉ mở một lượng 10% thôi, nhưng đến đó họ mở 15%, đâu ai biết đâu. Nó cứ xả ra nhiều hơn thì làm cho cái đường giá nó đi chậm. Như thế thì nó đánh lận con đen theo cái hình thức đó là đây là do yếu tố thị trường chi phối làm cho cái giá của cái đồng tiền này đi xuống theo, chứ không phải mất tiền do lừa đảo. Và với cái hình thức mà gọi là khiến cho cái giá mà cứ đi chậm về lòng đất thì gần như rằng là chúng ta tố cáo thì xử lý rất là khó. Doanh thu hàng chục, hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm, nhưng có một sự thật là phần lớn các cá nhân, tổ chức, nhà phát hành game NFT đều đặt máy chủ tại nước ngoài, đóng thuế cho quốc gia hợp pháp hóa thị trường tiền mã hóa game NFT. Điều này khiến việc truy thu thuế ở Việt Nam gặp vô vàn khó khăn, thậm chí thất thoát hoàn toàn tiền thuế từ các giao dịch trong thị trường này. Thực sự là cái này là siêu lợi nhuận. Phải nói là khi mà họ có thể kiếm được một ngày mà vài triệu đô là còn kinh khủng. Nó như là một cái ngân hàng đấy. Với số tiền như vậy thì phải nói là rất là báo động. Chưa kể nữa là họ lại không đóng thuế. Trong cái lĩnh vực mà liên quan tới tiền ảo, tiền mã hóa đấy, là hầu hết không ai đóng thuế. Tất cả giao dịch. Tại vì đơn giản thôi, nhà nước không công nhận nó là tài sản thật. Đấy, chưa có hành lang pháp lý, cho nên không đóng thuế được. Cho nên một số cái dự án họ đáp cánh an toàn ấy, là họ lập giấy phép kinh doanh tại những cái nước mà đồng ý mở giấy phép kinh doanh cho công ty liên quan tới tiền mã hóa, như đặc biệt là Singapore. Thì khi mà có giấy phép là bắt đầu họ mở cái con game đó theo cái quy định của Singapore. Thì họ đóng thuế theo bên đó thôi, Việt Nam mình đâu có hưởng thuế đâu, vì thất thu thuế rất là nhiều, hàng tỷ đô trong những năm vừa qua. Thị trường tiền số game NFT đang nằm trong khoảng trống pháp lý, khi không bị pháp luật cấm nhưng cũng không được pháp luật thừa nhận. Vì vậy, rủi ro với nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này là vô cùng lớn khi không được pháp luật bảo hộ. Mình biết họ là ai nhưng mà mình không thể làm gì được, chấp nhận mất cái số tiền mà mình đã bỏ ra đầu tư. Nên là cái pháp lý về cái ngành NFT nói riêng và crypto nói chung là rất là quan trọng. Cái mong muốn lớn nhất của bọn tôi tức là Việt Nam sớm có cái hành lang pháp luật cũng như là những cái quy định rõ ràng hơn để cho thị trường này nó có thể nó phát triển như một cái thị trường chứng khoán, để đối với những cái nhà đầu tư có thể là được bảo vệ theo đúng những cái quy định pháp luật. thị trường tiền ảo này là một cái thị trường khá là mới ở tại Việt Nam, nên các cái chuyên gia mà am hiểu về thị trường này chưa nhiều. Hy vọng rằng trong một cái tương lai gần sẽ có một cái dự thảo sớm hoàn thiện cũng như là ban hành để điều chỉnh đối với lại là thị trường tiền ảo. Và với cái thị trường này á, thì sẽ có một cái nguồn ngân sách được thu từ cái thị trường này rất lớn cho nhà nước Việt Nam. Sớm ban hành cái quy định pháp luật là rất cần thiết. Trong khi mà chưa ban hành thì chúng ta nên có cái cơ chế sandbox, có nghĩa là cơ chế thử nghiệm, chỉ định một số các cái doanh nghiệp uy tín tham gia vào cái việc xây dựng và vận hành cái việc sàn giao dịch cũng như là xây dựng các cái tài sản số này, và từ cái thực tiễn này thì chúng ta xây dựng cái chính sách cũng như là pháp luật nó phù hợp, cũng như là học hỏi kinh nghiệm của một số các cái quốc gia đã có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Cái việc cần ở đây chính phủ là cần phải đưa ra một cái hành lang pháp lý rõ ràng và bắt buộc là phải đóng thuế đối với là các loại hình mà liên quan tới tiền ảo này. Bản chất những dòng game trên nền tảng công nghệ blockchain không xấu, nó chỉ bị biến tướng khi những đối tượng xấu lợi dụng khoảng trống pháp lý cho những việc không chính đáng. Do vậy, để bảo vệ nhà đầu tư, ngăn chặn dòng thuế chảy ra nước ngoài, khung pháp lý hoàn thiện sẽ là trợ lực lớn để thị trường blockchain phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhà đầu tư.